chào cả nhà nha. Hôm nay em xin phép quay cho mọi người xem một con máy khoan cao 6 tấc nha cả nhà. Đấy, 6 tấc. Con này có chức năng taro nha cả nhà, bàn tròn. Cái bàn của nó là cả nhà, đo cái bàn nha. Ngang thì được 18 mà gần 19 nha cả nhà. Gần 19. Con này bàn tròn nha. Con này cao 6 tấc. Con này máy khoan mini có chức năng taro nha. Đầu kẹp được 6.5mm. Đây 6.5mm. Bật điện nè. Bây giờ em sẽ khoan thử cho cả nhà. Giờ em chạy thử cho cả nhà xem nha. Hết là đảo chiều nha. Đó, lên xuống là hết cử là đảo chiều. Cử thì mình chỉnh nó đây nha cả nhà. Con này chạy cực im luôn. Nổi lên. Cô ly được 3 tốc độ nha. 3 tốc độ. Cô ly không sức bể nha cả nhà. Motor của nó nè 0.1 kW, điện 3 pha 200V nè. Rồi anh em là có nhu cầu sử dụng máy khoan có taro loại mini nha, bàn tròn nhỏ, con này thì liên hệ với anh em nha cả nhà. Con này kẹp được cái đầu kẹp được 6.5mm nha, 6.5mm, đầu rất là nhẹ nhàng nha. Mấy con này rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Bàn tròn thường là những con mà 6 tấc á, hiếm lắm, thường bàn vuông hay nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của em nhé.